Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Trong kho còn ít hòn, ít hàng ha. Thì buổi tối ngày hôm nay em lên cho anh em mình xem có cái món nào phù hợp với mình thì mình chốt ha. Bên em sẽ có hai hình thức giao dịch chuyển khoản, em bao ship, ship code mọi người gửi thêm cái phí vận chuyển giúp em ha. Rồi, thì cũng không có nhiều anh em, có vài món lên tinh lăng tăng. Đầu tiên thì đây có mấy cái vò nước nha. Đây hôm nay em về được mấy cái vò nước ngắn này. À, ngoằn và ngắn này thì cũng mới về được một ít thôi. À, về tình trạng anh em mình xem cũng còn khá là ok. Đây, chi tiết vỏ của mình. KVK nha anh em, con này hẳn KVK nha. Tình trạng đã có qua sử dụng còn đẹp. Hàng xịt nước ha. Vỏ này thì có thể xoay được nè. Đó, em thấy không? Núm này có thể xoay được nè. Răng của mình là răng 21, răng thông dụng và làm bằng đồng nha. Làm bằng đồng nên là giá thành nó cao. Đó. Núm vẹn tay cầm. Ha. À, tính từ tâm tường này ra tới đầu vò này được là 13 sen ha, 13 cm. À, còn đẹp nha mọi người. Rồi con này mã số của mình là VN42 ha. V42. Con này giá của mình là 350.000 ha. V42. 350. Tiếp theo V43. V43 thì con này cũng mới nè. Con này rất là ngon, rất là xịn luôn, của hãng Toto nha anh em. Này, giao dịch đời cũ này, Toto mà đời cũ nó rất là ngon nha, đó, rất là nhiều anh em mình ưa chuộng cái dòng này ha, ren cổ nó còn rất là đẹp nha mọi người, người ta gắn vào cái dòng trưng bày thôi nên là anh em mình thấy cái màu đồ này nọ là còn ngon lành, còn khá là mới ha, hàng Toto mà còn khá là mới này, giá nó khá là cao nha mọi người, đó, thì anh em mình tham khảo, có nhu cầu thì mình chốt giúp em, đó. Thì cái vò của Toto này mã số của mình là V43 nha. V43 cái của Toto này giá 380. V43 giúp em nha. 380. Tiếp theo V44. Cái này cũng còn mới tin luôn này, này của KVK luôn ha. Này mới tin luôn nha anh em, cái này là nó chưa xài. Đó, anh em mình thích hàng mới chưa xài thì mình chốt ha. Hôm trước là em có bán cái hàng trong hộp á, này nó y hệt vậy thôi, nó thiếu cái hộp thôi nha. Nó mới chưa xài. Đó, những cái này thì rất đáng để anh em mình mua về mình xài ha. Đó, thì xoay được nè. Là màng đồng ha, răng 21, răng thông dụng. Cái này thì chưa xài nha, con này chưa xài cũng mới. Không có bị trầy tróc gì hết ha. Đó, hãng của mình của hãng KVK nha. Này giao dịch đời cũ. Rồi con này còn mới tin ha. Thì anh em mình thích thằng mới đẹp thì mình chốt của KVK nha, con này giá 400. V44 ha, mới chưa xài nha mọi người. Đó, V44 giá 400. À, tiếp theo V45. V45 thì cái vò này là vò dài mới, còn rất là mới ha. KVK luôn nè, còn một hãng nè, đó. Nên ha, ren cổ nó còn mới đẹp. Cái này thì người ta có thể là người ta gắn vào lướt thôi chứ chưa dùng nước nữa nên em thấy nó bên trong nó còn đẹp nè, nó không có bị dính vàng viết nha mọi người. Đó, mới tin rất là đẹp. Ha, đây là cái phần nước dai nước xi này, này vò phun nước gạt qua gạt lại, răng 21 răng thông dụng, tính từ tâm mà ra tới đầu vò được là 27 sen của KVK nha. Rồi cái này thì nó cũng còn khá là mới và đẹp đó, cho cô chú bác là mình thích những cái vò đẹp ha. Còn những cái vò xấu thì trước em thanh lý 300.000, 300 mấy cũng có, nhưng mà những cái này thì nó còn mới còn đẹp, rất đáng để mình mua. Con này thì em để giá là 390 ha, tại vì chỗ này nó có trài nhẹ một tí này, nó trài nhẹ một tí xíu thôi, cũng không đáng vấn đề vậy ha, nhưng mà em giảm giá mọi người 380, chỉ còn rất là mới nha. 380 vò dài này ha. V45 này 380. V46 con này cũng vậy nha, KVK luôn này, còn rất là mới nha mọi người. Những con này là nó nước xi nó còn mới ao à, đó, nên mình an tâm mua về mình xài ha. Đó, ren cổ nó cũng mới tinh, nó gần như là người ta dùng nước qua thôi chứ chưa có ái nha. Đó. Con này thì nó đặc biệt nó đẹp, nó không có bị trầy xước gì luôn, giống như hôm trước rồi ha. Đó. Gắn vào tường thì rất là đẹp. Đó, gạt qua gạt lại, răng 27 răng thông dụng là màng đồng. Đó. Con này thì còn đẹp, giá của mình là 400.000 nha. Đó. Không có bị trầy xước như con kia. Con này còn đẹp, giá 400. V46 chung một tiền nợ của nãy thôi ha. Tiếp theo V47 thì em qua những cái dụng cụ đồ nghề. Đầu tiên thì em có một cái bộ vít này. Bộ vít này
chuyên mở những cái ốc nhỏ, chi tiết nhỏ ha, cùng cái đầu vít trừ hết nha anh em. Bộ này là đầu vít trừ hết. Thông số của mình là trừ 0.8 này, trừ 1.4, trừ 2 chấm, trừ 2.4, trừ 2.9 và lớn nhất của mình là trừ 3.8 ha. Đó, thiết kế của thương hiệu hãng Niwa của Nhật nha. Đó, thì bộ này gồm có 6 cây, em để giá là 120.000. Một cái bộ vít nhỏ ha, chuyên mở sửa chữa những cái chi tiết nhỏ ha. V47 120. Tiếp theo V48. V48 thì em có một cây băng me nha, cái này thì nó còn mới luôn, của MitoToyo. Này thì mình đo được đường kính là từ phi tối thiểu là 150 và tối đa là 75 mm. Độ sai số chính xác của mình là 0.01 mm ha. Này còn mới tinh nha. Không có bị xét xiết gì hết ha, còn mới đầu đồ này nọ là còn nguyên zin hết nha mọi người. Đó, nước sơn nước đồ là còn nguyên zin mới chưa xài, made in Japan rất rất đầy cũ. Đó, một cái thước đo băng me ha. Đó ha, mới tin nè, chưa có xài luôn nha. Đó, cái này nó gần như là nó mới chưa xài luôn anh em. Thay vì mình mua hàng mới giá nó cao, này hàng 7 mà nó còn mới chưa xài. 350 anh em. V48 giúp em tháng ha. V48 350. Theo V49. Một cái dụng cụ các ống nước của MCC, con này cũng còn đẹp ha, vỏ đồ tươi rói này. MCC Japan nha mọi người. Đó. Anh em mình về mình kiếm cái cọng kiếm luộc đó mình buộc rồi để mình treo lên được. Rồi, rang cỏ đồ còn ngon lành nha. Đó, đây. Chuyên các ống phi 27, đây là chi tiết cái phần lưỡi cát của mình ha. Chi tiết cái phần lưỡi cát rất là ngon. Đó. Rồi, anh em thích cây kìm các ống phi 27 này, mọi người chốt giúp em V49 nha. Này 180 ha. V49 180.000. V50. V50 thì em có một cây đầu đáng đéo còn rất là mới luôn của Tone nha. Này thì 3/8 đường kính 9.5, gần như là chưa có xài luôn á. Còn khá là mới ha, Tone Japan này. Tone Japan. Đó, lát coi các bạn ha. Một cây đầu đáng đéo 3/8 ha, đường kính là 9.5. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 80.000, V55 ha. V55 giá 80. V56. Hai cái đầu chuyển, đầu này cũng mới nè. Tone ha. Tone này Japan nè em nè ha. Mới tin luôn. Cái này cũng như chưa xài ha, từ 1/2 về 3/8 ha. Từ 1/2 đường kính 12.7 về 3/8 đường kính 9.5. V51 80 ha. V51 80. V52 thì cái này nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó cũ hơn. Cũng cùng một khoảng cùng một cái, nhưng mà cái này nó cũ hơn một tí thôi ha, nó bị tróc xi thôi nhé, vậy là cũ gì nó bị tróc xi, xài cũng rất là ngon ha. Thì con này giá 60, từ 1/2 qua 3/8 luôn ha. V52 60. Tiếp theo V53 là một cây nối dài ha. Cái này thì nối dài được là 15 cm của hãng KTC ha, 9.5 ha. Đó, KTC 9.5. này là 3/8 đường kính 9.5 luôn nha. Đó, thì cái này là V53 giúp em nha. Cái này em để giá đó, cho mọi người là 70.000 ha, V53. Đó, 70. V54 thì cái này nó dài hơn nha mọi người. Cái này thì nó dài hơn. Đó. Cái này thì nó dài tới là 30 cm, cũng của Tone luôn nhưng mà nó dài gấp đôi nha. Nó dài gấp đôi lận. Đó. Rất là đáng để anh em mình mua về mình dùng trong những góc sau ha. Hình thức thì còn đẹp luôn, dài 30 cm. 30 cm ha, thương hiệu của mình là Tone Japan này, No 307 ha. Rồi cây này là N5, mã số là V54. V54 ha. 100.000. Rồi. Tiếp theo. V55. V55 thì cái này cây cần trượt 1/2 ha, của Tone này. 310 dấu xích nội địa Nhật, dài 25 cm, Japan ha. Đầu nó còn đẹp nè, tráng trẻo ha. Đó. Cái cần trượt. Rồi cái cần trượt này mã số của mình là V55 giúp em nha, 160. Đó. Cái cần trượt 1/2 ha, đường kính là 12.7, V55 160. Tiếp theo. V56. V56 thì em có một cái dũa của thương hiệu Yamaguchi, cái bình nè. Đó. Cái này nó dài được là 20 cm ha. Dạ, được là 20 cm. Đó.
tay cầm cán của mình nè ha, Tuckman này, Saben này ha. Chào mọi người chị rồi, cái này em để giá là 70.000. V56 ha, 70. V57 là một cây thước đo này anh em. Cái thước đo 3,5 m ha, hình hộp chữ nhật của thương hiệu KDS. Này, 6 zip nội địa Nhật ha, made in Japan đầy đủ. 3,5 m ha. Đó, khóa chặn lại này, thu về này ha. Rồi anh em thích cây thước đo 3,5 m này ha, hình chữ nhật của KDS của Nhật ha. V57 80.000 ha. V57 giúp em ha, 80. V58 thì cái này là cũng thước 10 m ha, model 44110 của thương hiệu Tajima, dòng Simro. Tajima thương hiệu khá là nổi tiếng ha. Đây, sợi của mình là sợi fiber, cuộn này là cuộn mới nha. Cuộn này cũng mới, nó dài 10 m. Đó. Đây, Tajima 10 m ha. Đó. Rồi anh em thích cái cuộn thước Tajima 10 m này. Mã số của mình là V58. Giá của mình là 140 ha. Mới chưa xài nha. V58 là 140. Tiếp theo V59. V59 thì một cây vít lét luôn. Cái này để giới thiệu sau chúng mới đóng lại luôn đi. Tiếp tục là một cây đục ha. Cây đục lấy dấu ha, của thương hiệu Hoàng Z nha anh em. Cái này mới chưa xài ha, đầu nhọn. Đó, đầu nhọn như thế này ha, có tem màu đài, đỏ đầy đủ. Cái này thì chiều dài đục của mình là nó dài được 15. Phần thân này thì nó được là khoảng là 14 ha, 45 gì đó. Thì cái này mã số của mình là V659 nha. Cái này giá 80.000. Còn mới chưa xài ha. V59 80. V60 là một cây buộc kẽm của Nhật ha, của thương hiệu Hoàng Nai này. Đó. Nai ha, made in Japan, chưa xài. Đó, mã vạch đầy đủ. Một cây buộc cuốn kẽm nha anh em, của Hoàng Nai. Nó thiết kế bằng thép không rỉ, cũng sáng như thế này. Cái này thì dài được là 20 cm. À, thì cái này em để giá là 110.000. À, V60 giúp em nha. V60 110.000. V61 thì cái này nó cũng vậy thôi, y hai cái y hệt nhau ha, của Hoàng Nai hết. Cái này thì nó không có còng răng bọc thôi, nhưng mà cũng còn mới. Đó, chuyên cuốn kiểm ha. Rồi cái này 100.000 ha. V61 giúp em. V61 100. V62 một cây bầu gỗ còn mới ha, chưa xài anh em mình siêu tầm hàng Nhật. Này lưỡi này mới căng luôn này. Đó, đây, trên này logo một chữ rất là nhiều. Đó, chỉ là như vậy nha. Để là 55 mm. Về kích thước thì chiều dài này mình đo được là 26 cm này, chiều dài tổng thể. Phần bế bản ngang này được là 7 cm, chiều cao này được là 35 ly và phần bản này là được 55 ly này. À, rồi. Con này V62. V62 ha, con này giá của mình là 230.000. Mới tin ha, chưa xài. Về anh em mình sưu tầm một cái bào của Nhật ha, V62. V63 là một cái mũi khoan của ở Nhật luôn, V12 ha. Con này giá mới của mình là tầm khoảng là 300.000 nhá, rất là mắc tiền, của thương hiệu Marvel nè. Mũi khoan sát ha, V12 nha anh em. Cái này em bán giá hàng bãi giá 80.000 cho cái mũi này ha. V63 khoan sát của Nhật ha. Size của mình là 12 mm. V63 80. V64 thì một cây khóa ha, một cây khóa 21 ly rất là bự nha. Đầu miệng 21 nè, đầu vòng cũng 21 luôn, thiết kế kiểu gà gù như này luôn. Đó. Cái này thì nó khá là bự và dài rồi. Này thì cái chiều dài tổng thể của mình đo được là tới 28-29 sang là V64 giúp em nha. Thanh lý giá 100.000. Mở ốc 21 ha. V64 100. V65 là một cây khóa còn rất là mới của KTC ha, thiết kế là đầu 10 và đầu 12 như thế này. Griffith như này ha, KTC 10 với 12. Rồi nó dài tầm khoảng là 18 cm, cái này em để giá 80.000. V65 ha, 80. Theo V66. V66 thì con này của thương hiệu Grab ha. Số của mình là số 11 và số 13 ha. Số 11 và số 13 Japan. Đó. Tình trạng của mình là nó chưa xài luôn, mới tin luôn ha, 11 và 13. Rồi, V66 giá 80. V66 ha, 80.000 luôn.
67 là một cây khóa KTC ha. Đây là hình thức ha, cây cũ cũ như này thôi nhưng mà cũng rất là ngon ha, nên mình xài trong gia đình. KTC số 2224 ha. Cây này bự nha, dài bự. Số 22 và 24, dài tổng thể là 32 cm. Rồi cây này em để giá 80.000. V67. V67 80. V67 80. V68. Cái này mới tin này chưa có xài luôn ha. Nó cũng 2224 nhưng mà cái này nó còn mới này, chưa xài anh em mình sưu tầm thì mình chốt con này. Ha, con này thì giá 110.000 ha, mới chưa xài. V68 ha. Đó, 110.000. Tiếp theo V69, cái búa còn mới này anh em mình sưu tầm nha, có đốt du nha. Đó, chưa xài. Thằng bãi chưa xài ha. Đó, đầu nhọn. Còn tem luôn nè. Đốt du của Nhật ha. Đó. Đây, cán nó mới tin ha, màu tím nè, đó, hàng đốt du nha anh em. Đó, chỗ này nó có cái đầu mũi ốc này. Thì cái này nó nặng được nửa ký nha anh em. Nặng được là 500 g ha. Và chiều dài của mình thì nó dài được là 32 cm nè. Rất đáng nên mình mua về mình sưu tầm mà mình xài ha. Rồi cái mua này còn mới ha, gần như là chưa xài. Mọi người thích mua về sưu tầm hay là xài đó thì mọi người chốt giúp em. Mã số là V69 nha, giá 210.000 bao ship ha. Đây. V69 210. Rồi, tiếp theo V70 thì một cây búa của Anet, cây này nó nặng được là 230 g, hai đầu của mình là hai đầu bằng sét đầu trụ như này ha. Còn rất là đẹp ha. Đây. Thằng màu đỏ. Đây, thương hiệu của mình là hãng Anet này, Made in Japan này ha. Rồi. Cái này thì cái đầu trụ của mình nó được là 2 cm nha, còn chiều dài tổng thể được là 26. 26, rồi cái này em để giá là 150.000. V70 ha, của Anet ha. V70 150. V71 thì em còn hai cái bộ đục này. Hai cái bộ này nó giống nhau thôi. Đó, nó gồm có 1 2 3 4 5 6 cái ha. Đó, một cái xiên này, cái dũm này, UV này. Xiên này, dũm này, xiên nữa này ha. Đó, có cái viên đá mài đó này anh em. Này cái đục mỹ nghệ ha, đục mỹ nghệ anh em mình nhỏ nhỏ mình sơ sinh mình dùng. Rồi cái này thì nó dài tổng thể được là 17 cm ha. 17 cm có đá mài này nọ ha, hộp chưa có khui ha, thằng mới tin chưa xài. Rồi. Em để giá là 200.000. Đó, thanh lý ha, giá 200. V71 200.000 một bộ. V72 thì em còn một ít lưỡi cưa nữa nè, hết hàng rồi còn có mấy lưỡi nha. Này chắc tầm khoảng là 10 tầm khoảng là 15 20 lưỡi vậy thôi ha. Rồi cái này thì em sẽ bán cho mọi người lần là 5 lưỡi như này ha. Mũi khoan của Nachi nha anh em. Đây. Mũi khoan của Nachi này. Đó, Nachi Fujiko này ha. Nói chung là lưỡi cưa sét của Nachi thì anh em mình dùng rất là chất lượng, rất là bền, anh em mình an tâm ha. Thì em sẽ bán một lần là 5 lưỡi như thế này. Anh em mình có thể mình mua 10 lưỡi ha, hai combo thì 10 lưỡi thì giá nó là 120, còn em bán 5 lưỡi như thế này ha. Thì giá 60.000 bản giá cũ, chưa xài nha anh em, những cái này là chưa xài hết đó. Dài 25 cm nha anh em, chiều dài lưỡi là 25 cm. Đó. Thì cái này là em bán một lần là 5 lưỡi cho anh em. Anh em mình lấy 10 lưỡi thì giá 120 em bao ship. Còn 5 lưỡi thì giá của mình là 60.000 nha. Đó, nhiều khi anh em mình mua kèm với đồ nghề chứ 10 lưỡi thì mình dùng lâu hết ha. Đó. Cái này cưa sét ha. Sét cưa đồ cũng được. V72 60.000 cho 5 lưỡi. Tiếp theo. V73 là một cây mỏ LED của Nhật, cái này mới tin ha. Đó, này mình thích thằng Nhật mới thì mình chốt cái này ha. Của thương hiệu Green Group này, đó, Japan này của Nhật này anh em ha. Giao dịch nội địa này. Anh em thấy không? Đó, mới chơi xài nha. Cái này là size 150 nha. Đó, anh em mình thích thằng Nhật mới chơi xài thì mình chốt cái này. Cái này em để giá cho mọi người là 130.000 ha, mới chơi xài luôn. Thì nó dài là một găng tay nha, 20 cm và cái độ mở ngàm của mình á nó mở được là 25 ly. V73 130.000. V74 một cây khóa của Mỹ này, cái này thì của Proto ha. Cái này là hệ số in nha, bên này là 7/16 là mình mở ốc 11 ly nè, 11.1 11.2 gì đó, còn 3/8 là đường kính là 9.5 ha, mở ốc 9.5 gì đó ha, 6 cạnh. Này là hệ số in của Mỹ nha anh em. Bên Mỹ thì thường thường nó là dùng hệ số in trong này, Made in USA nè, Proto như là còn mới ha, còn cũng còn đẹp. Rồi cái khóa Proto này em để giá 100.000 thôi. Made in USA đàng hoàng nha anh em, hàng của Mỹ rất là ngon ha. V
V74 100.000. V75 một cái kìm mỏ quả thiết kế rang như thế này ha. Đây. À, miệng mồm nó còn ngon lành đó nha anh em. Đó. Có lò xo bạc này. Đó. Thương hiệu của mình là thương hiệu Lotte và Tâm Hùm. Đó, nước xi đồ còn ngon lành ha. Chỗ này có cái vít dẹp nữa. Dài 25 sang. Rồi cái này hôm nay em thanh lý giá 170.000 ha. Đó, số là V75 ha, 170.000. Tiếp theo về 76 em có cây mỡ đá mài ha. Cây mỡ đá mài của thương hiệu hãng Top, cái này nó hơi cũ cũ nhưng mà dùng ngon nha. Đó, đầu của mình là như thế này, từ tâm mà lên là được là 5 cm nha. Đó, 5 cm. Đó, vì mình mỡ đá mài đồ này, nó mỡ đá mài, mỡ đá cát. Đó. Ha, vỏ thì không được mới nhưng mà ngon ha, hàng của thương hiệu của Top này thì rất là ok ha. Rồi giá 80.000 nha anh em, cái mỡ đá mài giá 80. V76, V77 thì cái này mới hơn nè, của Sankai nha, của Nhật luôn nha. Thiết kế kiểu ốc như này mới chơi xài. Nó cái này thì chân mình lên tới 8 ly lận ha. 8 ly vỏ màu xanh dương như thế này. Đây chi tiết vỏ. Đó, còn đẹp ha, cái này còn mới, cái này 100.000 ha. V77. V77 con này còn mới giá 100. V78 còn là mấy cái vít nè. Đây một cây vít ba ke ha. Đó, này máy chỉnh Thái Lan ha. Đó, của vợ hãng vợ sale được gia công tại nhà máy Thái Lan. Đó, dài tổng thể được là 20 cm, đầu mũi vít là còn đẹp. À, cái này giá 70 ha. V78 giúp em. 70.000 hãng vợ sale. 79 cây vít led luồng đảo chiều nè. Cái này thì còn mới đẹp ha, thương hiệu Sinh Black Japan. Đó, đầu của mình là một đầu âm, một đầu dương nha mọi người. Đó, hàng còn mới đẹp, anh em mình mua về mình thích hàng đẹp thì mình chốt con này. Đặt đảo chiều, cái này là dạng vít luồng nha, vít luồng để giữa thì nó sẽ đứng lại, không có, có đảo chiều. Đó, ha. Cái này thì nói chung là còn đẹp cho anh em. Cái vít luồng này thì nó dài được tổng thể là 9 sang ha, 9-10 sang thôi. Đó, rồi cái này còn mới đẹp, giá của mình là 120.000 ha. V79 giúp em ha. V80 cái này cũng vậy, cái này nó dài hơn, cái này thì nó không thay mũi được ha, cái này là nó cố định luôn, còn như con kia thì có thể thay đầu mũi được. Này thì chỗ này nó hơi bị đen đen tí do để bãi thôi ha, nhưng mà cái dòng này thép alloy này rất là ngon ha. Rồi đầu mũi vít của mình, đầu mũi vít dương BH2 luôn. Đó, chiều gạt xuống. Rồi con này thì chiều dài của mình đo được là 16-17 sang ha. Rồi con này mã số của mình V80 ha. V80 con này giá 90. Này, V80 giúp em ha. V80 90. V81 con này thì trừ hơi vít trừ ha, dài 18 sang còn đẹp luôn nè. Đó, thương hiệu Engineer nha, của Nhật luôn nha, Engineer. Đó, đảo chiều gạt xuống. Đó, đầu vít của mình là đầu mũi vít trừ 6. À, rồi cái vít led đảo chiều này em để giá là 90 luôn. Anh em mình dùng vít trừ hay, cái này là đầu cố định không có rút ra thay được nha anh em. Còn như những cái vít led kia thì có thể rút ra được, còn cái này là nó đầu nó cố định như thế này luôn. Rồi 90.000 V81 giúp em ha. V81 90. 82. À, 82 là một cái đầu lục giác 5 ha, lục giác 5mm của thương hiệu Bonhut của Mỹ ha. À, Bonhut của Mỹ made in USA nè, em thấy không? Rất là nhỏ nè, anh em nhìn kỹ thấy này. Made in USA nè, hàng của Bonhut nè. Rồi đầu lục giác của mình, đầu lục giác bi 5 ly nha. Đó, đầu lục giác bi 5 ly, cái này em để giá là 60.000. V82 ha. V82 60. Theo V83 là một cái kìm tuốt dây điện cũng của Mỹ luôn ha. Đây USA nè. Đó, ha. Này nó tuốt dây nhỏ ha, tuốt dây điện tử đồ này nọ nè. Anh em mình tuốt dây điện nhà vẫn được, nhưng mà cái này là chuyên về tuốt dòng dây điện tử. Còn mới đẹp của Mỹ nha. Lâu lâu mới có hàng của Mỹ mà còn đẹp như này nha mọi người. Rồi con này thì V83 giúp em nha. Này em để giá là 110.000. Ha, của Mỹ ha. V83 110. V84.
ghi cái mã số luôn. V84 thì cái kìm nhọn của SK11 nha. R125F nha anh em, cái này nó dài được là 13.5 sang 13 14 sang thôi của SK11, cái nào cũng mới ha. Anh em mình sưu tầm được cũng được. Dòng nhỏ nhỏ này rất là ngon lành ha. Cái này em để giá 80.000 ha, hình như là chưa có xài. Có lò xo bóp trợ lực ha. Mã số của mình V84 ha. 80. Tiếp theo V85. Cái này thương hiệu Hozan ha. Đó, mạch kìm nữa anh em thấy ngon lành nè, đời cũ ha, số xích đời cũ. Nhưng cái này thì nó dài 19 sang ha, răng kìm nó còn đẹp nè. Anh em thấy không? Ngon lành. Dài được là 19 cm nè, gần tay em nè ha. Rồi 150.000 ha. Mã số là V85. À 150. Rồi cái mã số cuối cùng V86. Cái này thì nó còn mới đẹp nè. Đó, giao dịch nội địa Nhật của thương hiệu IRK này, giao dịch dập chìm đời cũ ha. Đó, rang thì nó vàng vàng cho mình để bãi thôi, chứ những cái này là dùng cũng ok hết ha. Đó, vỏ màu xanh lá hết, dài 19 sang hết nha mọi người, gắn găng tay này, dài 19 sang rồi 150.000 luôn. Mã số là V86 giúp em. V86 150. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.